bắt giữ nam thanh niên cướp giật tài sản của du khách nước ngoài. Ngày 7 tháng 5, Công an huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý Đinh Lệnh Sơn, sinh năm 1995, trú tại xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư về hành vi cướp giật tài sản. Qua tài liệu của cơ quan công an, khoảng 17 giờ ngày 4 tháng 5, tại thôn Khả Lương, xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư, hai du khách người nước ngoài đi xe đạp du lịch trên tuyến đường thì bị thanh niên điều khiển xe máy áp sát, giật túi sách để ở trước giỏ xe rồi tăng ga tẩu thoát. Trong túi sách có hộ chiếu, giấy tờ, thẻ ngân hàng và khoảng 3 triệu đồng. Nhận được tin báo, Công an huyện Hoa Lư đã nhanh chóng huy động lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tiến hành điều tra, bắt giữ nhanh nghi phạm gây án là Đinh Lệnh Sơn. Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận hành vi phạm tội. Được biết, nghi phạm này đã có một tiền án về tội cướp giật tài sản. M. Hiền, Công an Nhân dân.